Chào các bạn. Ở đây mình có mấy miếng móng heo đó các bạn. Móng giò heo đó. Móng giò heo gì đó, nặng cân ghê các bạn ơi. Thấy cái mấy móng gì chứ hết 600 mấy gram á. Mấy cái móng gì chứ hết 600 mấy gram á, cân nặng á. Rồi cái này mình đã rửa nước muối sạch rồi nha các bạn. Thì giờ để mình cái này mình chuẩn bị để mình kho dưa cải chua đó. Nhưng mà bây giờ trước khi kho dưa cải chua là mình đã rửa nước muối sạch rồi. Hen, bây giờ mình chế nước sôi vô mình trụng nữa các bạn ơi. Chế nước sôi vô mình trụng cho nó sạch nữa. Đã rửa nước muối rồi đó, giờ còn chế thêm nước sôi vô nữa nha các bạn. Có vậy cái móng giò heo của mình á, mình ăn nó không có bị hôi heo rồi này kia đó. Cho nó sạch sẽ, vệ sinh vậy đó. Ha. Rồi cái này giờ mình lấy cái nắp mình đậy là ít phút đi đó ha. Rồi chút xíu mình chia sẻ tiếp với các bạn. Các bạn ơi, móng heo sau khi mình rửa nước muối mình trụng nước sôi hết rồi đó các bạn, thì bây giờ bắt đầu mình ướp ngang. Ở trong đây thì mình có cho tỏi với củ hành tím băm vô đây rồi nè các bạn ha. Thì giờ mình cho một chút cái này là bột ngọt với tiêu. Với lại ở đây là cái này là hột điều màu mà thắng ra rồi đó các bạn ha. Giờ mình cho vô đây một ít, mình không có cho nước màu các bạn ơi, mình cho một ít điều màu thôi cho nó đẹp cái thịt của mình thôi, chứ mình không có cho cái nước màu. Kho móng giò heo đừng cho nước màu nó không có đẹp ha. Rồi bây giờ mình trộn nó lại cho nó đều, nó thấm, xong rồi mình sẽ cho nước mắm vào. Rồi sau khi mình đã trộn đều cái điều màu ra rồi đó các bạn, thì các bạn nên nhớ là cái giò heo này, cái móng này là mình đã rửa nước muối, trụng nước sôi rồi ha. Rồi bây giờ mình ướp thôi. Thì ở đây mình có một ít nước mắm, thì tùy theo khẩu vị của gia đình các bạn thôi. Các bạn thích mặn mặn thì cho nó nhiều một chút, còn không thì cho nhiêu đây cũng được rồi. Bữa nay mình, hôm nay mình kho với nước dừa tươi nữa đó các bạn, thành ra mình không có ướp đường, tại vì nước dừa tươi nó cũng ngọt rồi. Nếu mà ướp đường nó sợ hơi nó ngọt quá, cái món ăn nó không ấy đó. Thành ra mình chỉ ướp có hồi nãy có một chút tiêu với bột ngọt với nước mắm thôi. Rồi bây giờ mình để đây khoảng ướp khoảng nửa giờ hay 20 phút gì này ha. Mà nếu mà các bạn cẩn thận thì các bạn có thể là đem vào cái ngăn mát tủ lạnh. Mình lấy cái nắp gì hay cái dĩa gì đó mình đậy cái này lại, xong mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh cho bảo quản cái thực phẩm của mình được tươi ha. Còn ở đây là dưa cải chua của mình. Thì nó chua quá rồi, mình mới xả nước mà bỏ xả rửa nước cho nó bớt cái chất chua đó các bạn ha. Thành ra như vậy cũng còn chua lắm rồi, nhưng mà mình đã xả bỏ bớt cái nước rồi, tại hổm gài nó cũng 2 tuần có rồi đó ha. Rồi bây giờ mình để cái này mình ướp, sẽ đút vào ngăn mát tủ lạnh rồi mình đi xào cái dưa cải chua trước. Bây giờ mở nóng rồi đó các bạn, giờ mình cho nóng quá, dằn quá, mình cho tỏi với lại củ hành tím vô đó các bạn. Sợ quá hôm qua bị dằn vô trong tay á hả, trời ơi nóng rát phải lấy kem đánh răng chét vô. Giờ tỏi cũng thơm rồi đó, cũng vàng rồi đó. Giờ mình cho dưa cải chua vô xào nha các bạn. Cái này cũng để có một chút mỡ nè, còn ai thích dầu thì để dầu ha. Với lại mình có chút mỡ thôi à, tại vì mình làm dưa cải chua đó, chút mình kho với lại móng giò heo nó ra mỡ nữa. Thành ra mình không có để mỡ nhiều. Mỡ nhiều hơi nó nhiều lắm, ăn nó ngấy lắm, cũng không có tốt. Cho có một chút mỡ à. Rồi ở đây mình có một chút đường, muỗng cà phê đường ở dưới lại tiêu.
Tại vì cái cải chua nó chua, cho chút đường vô cho nó dịu chút rồi hơi mình còn chế nước dừa tươi vô nữa. Mình ra cho có muỗng cà phê đường cho nó thấm vô trong cái cải chua trước đó các bạn. Rồi ở đây mình còn ít dầu hào mình chế ra luôn nha. Chế cái dầu hào vô cái cải chua cho nó thấm cho ngon. Rồi để chút mình ấy miếng nước vô đây, mình ấy vô để mình chế miếng nước dừa vô. Mình có ca nước dừa mình chuẩn bị đây nè các bạn. Này nước dừa tươi ha. Còn nếu như các có khi mình cũng đâu thích nước dừa đâu. Hồi năm ngoái gì đó mình xài, mình cũng làm món này mà mình không có cho nước dừa. Tự gì xong bây giờ ông xã mình ổng kêu chế nước dừa vô cho cái thịt ra cái món dừa heo á, ăn nó có mùi mùi, cái mùi nó bùi với lại nó ngọt á. Thành ra ấy chứ mình cũng không có mấy gì thích nước dừa. Còn nếu mà các bạn không có xài nước dừa, các bạn chế nước lọc, nước sôi gì vô cũng được ha, để kho cái món dừa heo đó ha. Rồi bây giờ mình xào cái này nè, cho nó săn, cho nó thấm một chút xíu rồi mình sẽ bỏ qua bên cái nồi móng da heo đang kho đó nha các bạn. Giờ móng cây chua, móng da heo mình xào, mình kho nó cũng săn lại rồi đó các bạn. Ha. Bây giờ mình cho nước dừa vô, ha. Cho nước dừa vô. Cái này nãy mình không có cho nước màu, mình chỉ cho cái màu điều thôi à. Nhịn đỏ đẹp ngon ha. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại ha. Mình ninh cho cái này nó hơi mềm mềm một chút xíu á, rồi mình sẽ cho cái dưa cải chua mình mới vừa xào đó các bạn. Mình xào xong rồi đó. Đây nè. Này cái dưa cải chua mình xào xong rồi nè các bạn, thơm ngon quá. Đó giờ mình chờ mình ninh cho cái móng giò heo nó mềm xong rồi mình mới bỏ này vô ha các bạn ha. Mới cho dưa cái chua vào kho chung. À, cái món ăn của mình á là móng giò heo kho dưa cái chua mình đã làm xong rồi đó các bạn. Thơm ngon quá các bạn ơi. Móng cũng vừa ăn lắm. Cũng không mềm quá, cũng không quá cứng nè, mình nhúc nhích nè thấy rung rinh nè. Đó vậy là vừa ăn lắm rồi đó các bạn. Thơm quá chừng luôn. Móng giò heo kho cải chua với nước dừa tươi đó các bạn. Cái món này cũng dễ làm ha. Thì chỉ cần mình có cải chua ngon, với lại hồi nãy mình cũng chia sẻ với các bạn là trụng nước sôi móng này coi cho nó sạch sẽ đó. Vậy thì mình ăn cái món ăn của mình sẽ ngon hơn đó các bạn. À, trong kênh của mình trước đây hồi năm ngoái mình cũng có làm một cái video về kho móng giò heo đó các bạn. Cũng được nhiều người thích lắm á, cũng được đâu khoảng hình như 3,000+ lượt xem đó các bạn, hồi năm rồi á, mà tới nay mình mới làm trở lại cái món này đó. Nhiều khi làm hoài cũng không có nhớ món gì để mà làm đó các bạn. Thành ra thôi hôm nay mình chia sẻ lại cái món này để các bạn tham khảo thêm ha, với lại chia sẻ cho vui ha. Rồi mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở những video sau. À, cái món này mình ăn cơm hay mình uống bia lay ray gì cũng rất là ngon đó nha các bạn.